Thôi đã. Bùi đi sao chưa bao giờ. Ừ. Đó kìa ông Văn kìa. Ông thấy chưa? Tôi nói ông hồi nãy là ông chết luôn. Tôi nói ông giỡn giỡn. Ông Văn mà ông nghe là tôi là đủ chứ ông đi củi đó, ông giỡn giỡn không trâu. Xe mà khó, xe câu không trâu, chạm kịp hơi chiếc bự đùng nó. Tù xe má đủ không chả. Ừ. Không có cái này vô đây nước còn mà. Có kìa kìa. Cái thằng ta coi chứ nên Văn. Đù mà. Đang đang bụ không nổi. Đù mà ngõ tư chưa còn có. Ghê thiệt. Đù mà. Đù mà nước đập vỡ ở đâu. Đù mà trâu hơi xe cầu quá. Đù mà quá ghê. Ê, tao tụ nó đi. Tao tụ nó đi. Đại vô, đại vô đi. Ôi. Ê, tao đâu đâu hư cái ba luôn. Bà đại dùng cái ba nước lên dùng cái. Cái gì giữ được giữ. Cái gì giữ được giữ đây cái giờ mà cái bãi luôn. Đâu. Đâu đi. Mình lấy cái điện thoại mình chụp lại đâu giờ nữa mình lên có hiểm. Cái bó hiểm nó cầm nó. Ủa nó không băng mà nã mà chỉ cần ông nghe lời ông một chút là chết giật luôn. Nước cái chạy dừa vô tàu sao này mà nước chưa lớn. Không được, bước qua là tàu liền. Không được, ai bước rồi anh biết. Ê, anh đi, anh đi. Gì, nhưng mà bà dùng câu quá. Ngõ tư gì sao thất thủ. Đù mà cái dòng châm. Anh Văn ơi, cái dòng châm của ông lệnh vậy à. Cái châm là lấy nó trong bị trâu tới đây trời chụp, chứ không bị. Cái bình cắm hoa châm được kìa. Ấy. Cái bò đang vậy. Trời không được cái này trắng với cái dây điện. Cái biết điện cái cọc. Ơ đâu. Cái tủ lạnh này ngập rồi mà chị đưa làm chi? Ngập rồi mà chưa ngập rồi được cái chữ ngập rồi mà chị để mơ lên nó vệ sinh được thôi chứ cái trời chị có cưa hay cũng ngập rồi mà chứ còn nước đâu có cái tàu được được đâu. Đừng có qua. Anh Văn chạy cái bánh xe mình lẹ đi, chạy cái bánh xe mình lẹ. Xe Lê Văn đã bị mất cứng ở đây rồi. Đây anh tì lộ kia má đâu. Xe Lê Văn đã bị mất dưới dòng rồi. Hả? Sợ không qua được đâu. Ở đây đi được, ở đây đi được. Mà chị đừng đi, ở đây chị đi bình thường. Ở đây đâu có chả. Đi qua đi ruộng quốc á. Rau tụ ra rau, tụ đi, tụ đi. Rau bê. Ừ.
Ngã tư lần đầu thất thu. Không có quá. Ngã này rất là heo bộ đồ anh Văn ơi. Vỡ đập thủy điện rồi. Ngõ tư Duy Sơn bị vỡ đập rồi. Câu xe con rồi. Cái tòa đâu, trâu xe xe ngược là đâu kìa. Đùng nó trâu ngược cái xe đó đâu. Đừng trâu trời cái đít cái đội nó này. Đụng bắt cái đỏ kìa. Nghe chưa? Mở đập. Không lùm chứ hết xe má hết rồi. Rào đây luôn, xe nước mía rồi đây. Đù mà tay hết là mọi người. Không đâu. Đầu xe câu nó giữ không nổi nữa. Ơi, chạy mà chạy. Ôi. Đâu mà chạy đâu. Dạ lên. Vô nhà đi đừng có tiếc nữa. Ok. Anh đùng mà cái đâu giấy tôi đâu. Mãi mất mãi đâu giấy rồi. Anh Văn ơi, dẹp cái bòn tôi trả cái thay cho xíu nữa đi. Không,
Đâu dẹp cái bọn nó chạy vô vô trong đây nữa là anh co lên cái xe lên thôi chứ. Ê anh, em trả cái xe phía dưới được anh. Được, vô đi. Ôi bồn nước bồn chê đâu. Vô câu vô. Xin vô. Quá kìa. Di sơn đất thủ vỡ đập thủy điện luôn. Mấy tụi con không được súng cái gì. Ta mà đứa mồm nó súng là chẹt giò đó. Trôi đi luôn mấy tự. Cái xe tôi quý thôi, sự cố đó kìa. Có xài nó nẹn, có kìa bóng bánh. Bóng bánh mà đậu ngon, ngon với lực cả. Đậu thu với ngót chứ. Chưa từng thấy. Lũ quét quét. Xe. Đù mà nước lây xuống rồi mà. Đấy. Ê, ô, mới vô phía đàn kìa. Nó đây vô giờ dẫn vô qua nhà kìa, qua nhà kìa. Qua nước quá kìa. Đồ mà. Trâu bất chấp. Nước vỡ chưa thằng Thái chưa biết. Cho hù mà người xem thôi, quá trời. Nước gì không hay biết. Đồ mà có một dặn luôn. Có một dặn lúc cái sàn không anh? Không có đường về được. Không có đường về được. Hay là tép má đó các bạn. Cái má nổ mà nước lên thì là nguy hiểm lắm đó. Hút chưa? Cái tép má là không hút. Để đây đó đi, chặn đi. Để đây đi, có vấn đề đét cái màu lạ cái tay người. Con nghĩ tép má hợp lý nhưng mà cái gì từ từ tính chứ sợ đéo gì mà. Lịch sử Di Sơn chưa bao lục mà Nam Ni lục không từng thấy. Núi mà. Trời, cái đêm qua ban đêm là cháy luôn, mất hết luôn. Cái đêm ăn vỡ ban đêm là cháy hết luôn rồi. Vỡ đập à? Vỡ đập chết luôn, cái nước ở đâu rồi âm đập rồi cái này cái điện rút nhanh vậy. Nay nước này nào đập thủy điện mình chứ nước ở đâu có. Đâu có người đâu đó. Cái đồ ơi giống đi bước mình bước vào đó đây không nổi. Có khi đồ nghĩ coi tao bị nước làm rồi. Đó rồi 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 rồi. Đó. Bình đông bình biết chuyện câu. Chờ đây là anh cứu quá. Tôi đây ở dưới chúng tôi đang rồi. Trời xuống này xuống nhưng mà dưới nó lỗ, đồng ruộng không còn lỗ nước liền. Nước ở đây đánh dòng vô cái hẻm đó kìa. Tét má lên đăng. Nước lại không được kìa. Không tét má hợp lấy giận chứ mấy gì còn đè không nổ xí kéo chứ. Xuống gương đi đầu tét má. Đi cua nước thành nó còn rồi. Nước mạnh hơn nữa, đoàn tép má đi.
cầu đầu xe nó giữ không nổi đâu. Rồi một ngày kia em đi xa, không còn ai trông bóng anh, đã không còn ai ngó ngang đêm ngày. Ngõ tư Chi Sơn. Không bao giá bằng, để con tim nhói đau. Cứ sao em vội quá. Quay xuống ngõ tư Lục Nạn. Đó nó chụp đồ của má thôi nè. Ơi chiếc xe con quá nhỏ. Câu mấy xe con rồi. Xe má thì không đáy đến xe. Một anh nó bị neo đơn ở dưới cây cột, ôm cột. Căng xuống tháng là đây đã đi mà. Nhặt hàng kiếm một bó quá. Tao tán thù quê đi bà đó.